Xin chào các bạn mình là Speed đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương 186 của bộ truyện Xuyên không liền thành thân vương siêu cấp. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều giờ thì vào chuyện luôn nào. Tập trước kết thúc với khung cảnh tiêu thiên nhà ta vừa khóc vừa cười ăn 10 cục heo nướng. Lúc này đột nhiên một tiếng nói thất thanh vang lên. Đủ rồi đấy. Phía trước chiến trác lúc này bị Trung Dương Minh cho thẳng cái đích vô mặt. Bây giờ đã là gầm thét vọt ra một lần nữa. Bên trong lòng bàn tay hắn ta lúc này càng là lơ lửng một cái tinh thể đang bùng cháy huyết tinh nhiên với một màu máu đang bùng cháy kịch liệt như thể là trên cái thế giới này thứ sạch sẽ nhất cũng đáng sợ nhất bạo tạc chính là tinh thạch này chúng ta là huyết văn tộc là những chiến sĩ cao quý vĩnh viễn không khuất phục chúng ta là những chiến sĩ thả đổ máu chứ không để bị sỉ nhục bọn ta là những con người vì dòng tộc vì đại cuộc vì nước quên thân vì dân phục vụ nên không thể bị một tên nhân tộc hèn mọn như người dựa vào sức mạnh từ thánh long nhất tộc long linh gia trì tại đây tùy ý làm nhục như thế được chiến trác gầm gừ một tiếng để cho chiến chi trí cùng với những đội viên khác của huyết văn tộc vết thương trồng chất trên thân thể cũng là lôi kéo mà mạnh mẽ gánh vác đứng dậy bọn hắn lúc này ánh mắt như những ngọn lửa nóng rực mà ngước nhìn phó thống lĩnh của mình sau đó nhìn chằm chằm cái tinh thạch sáng chói đang bùng cháy kia đúng huyết văn tộc bọn họ với dòng máu là chiến sĩ phải chết bất khuất ở trên chiến trường chứ không phải chết bên dưới cái đích với cục trị hơn 20 mươi xăng ti đó chiến trác nhìn đến bên trong lòng bàn tay viên huyết tinh nhiên đang là lơ lửng ở đó trong mắt tràn đầy vẻ quyết tử của mình thật là ta cũng chưa từng nghĩ đến bên trong thánh ma vực vậy mà còn có một cường giả như vậy ha 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 khó trách chiến tới chết đến đây hơn 10 ngày mà vẫn không chút hồi âm xem ra hắn ta cũng là ra đi với con cu lạnh toát con mèo nó rồi dứt câu hắn ta liền khống chế lực đạo của mình chuẩn bị cho nổ viên huyết tinh nhiên của mình chiến trác lúc này cũng là nở một nụ cười mãn nguyện nhìn đến trước mặt viên huyết tinh nhiên của mình năng lượng không ngừng bành trướng mà nỉ non lên tiếng lão đại người phải nên cẩn thận đó nhé sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trung dương minh theo bản năng mở miệng ngươi bây giờ liền tính đến việc ngăn cản ta cũng là đã quá muộn rồi chiến trác lời còn chưa nói hết chính là im bặt mà dừng bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện đối diện trung dương minh căn bản là không hề có chút bận tâm gì về chuyện này ngược lại ông ta là đang khoanh tay như thể là muốn xem một thứ vui vẻ gì sắp diễn ra ngay tại thời điểm chiến trác còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên một cái tay bổng là đưa ra sau đó đem viên huyết tinh nhiên của hắn mà bắt gọn chiến trác lúc này là vô cùng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn đến cùng với đám huyết văn tộc là chung một biểu cảm đang là trơ mắt nhìn đến viên huyết tinh nhiên kia với nguồn năng lượng kinh thiên động địa vậy mà lại bị áp chế mạnh mẽ ở trong tay của cái nam nhân này tiêu thiên cầm lấy viên huyết tinh nhiên cũng là chặt chặt khen lấy khen để trên thân ngươi cũng có cái đồ chơi ngon lành như vậy nữa sao lần trước sau khi ăn nó ta đã vô cùng ấn tượng với hương vị siêu ngon của nó luôn đấy tưởng rằng sau này sẽ không còn được thưởng thức một thứ mỹ vị nhân gian như thế này nữa chứ vừa nói tiêu thiên vừa ngậm một cái huyết tinh nhiên sau đó lại cắn một miếng thịt nướng ùm ừ. mùi này sau khi phối hợp lại đúng là nhức cái nách luôn đó trời vừa nói tiêu thiên nhìn về phía chiến trác đang là đờ đẫn ra đó mà vẫy vẫy tay ngươi là còn cái hồ xí muội này nữa không mau lấy cho ta một trăm viên như vậy nữa đi nào chiến trác nghe được câu nói này đầu óc cũng là trở nên tê liệt hoàn toàn cái lề gì thốn báo vật của tộc mình mà hắn chỉ xem là hồ xí muội thôi ư con mẹ nó chứ chiến trác lúc này ý nghĩ so với chiến tới chết đang là giống nhau như đúc khi huyết tinh nhiên nổ sẽ đem cái quái vật nam nhân này còn có thánh long chi linh kia cùng cho nổ chết lấy mạng đổi mạng có như thế thì hắn ta mới giống như một cái huyết văn tộc chiến sĩ chân chính Huyết tinh nhiên mang theo ánh lửa rực rỡ tươi đẹp bên trong với một sự vinh dự cùng dũng khí ngút trời của một người chiến sĩ. Hắn ta trong tâm thế là đang thản nhiên chịu chết, ý nghĩ rất tốt, kịch bản rất tốt, nhưng vấn đề duy nhất là trước mặt cái nam tử trẻ tuổi Tuấn Mỹ này bỗng nhiên nhô ra, đơn thủ mạnh mẽ đem viên huyết tinh nhiên sắp nổ tung áp chế một cách dễ dàng. Ánh lửa đã sắp từ đối phương trong cái ngón tay tràn ra, nhưng chính là không có cách nào nổ tung được cả. Cái nhân tộc nam tử này rốt cuộc là cái chó má gì thế hả? cái tình huống chó má ở đây là việc đối phương vậy mà còn cắn viên huyết tinh nhiên đó mà nuốt vào bụng huyết tinh nhiên bản thân là cực kỳ bất ổn định một cái nuốt vào trong bụng chắc chắn là đang tìm đến cái chết con mèo nó rồi lúc này tiêu thiên cất tiếng nói tốc độ và cảm giác nổ cũng không thể lãng phí câu nói ấy lần nữa đem chiến trác đang đờ người ra đó ngập tràng trong mớ suy nghĩ của mình mà giật mình trở về sau đó hắn trơ mắt nhìn tiêu thiên há mồm đem viên huyết tinh nhiên đó nuốt vào còn cắn thêm hai miếng thịt nướng và nuốt cùng xuống bụng hai tiếng ầm ầm nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên từ trong bụng của tiêu thiên truyền ra ợ hướng theo tiếng ợ của tiêu thiên mang theo một làng khói xanh từ trong miệng của anh ta bốc lên tiêu thiên thở ra một hơi dài chỉ cảm thấy sung sướng vô cùng sảng khoái quá đi thôi anh ta bên này là vô cùng hưng phấn Nhưng đối diện chiến trác cùng những cái huyết văn tộc kia chuẩn bị liều chết hai mắt đã là hoàn toàn trợn tròn lên phía dưới chiến chi trí là đang cảm giác toàn bộ não mình như thể bị đình trệ lại ăn huyết tinh nhiên ư hắn cảm giác mình là đang hoài nghi về thế giới nhân sinh này những nhận thức mà trước nay hắn tự cao tự đất đang là điên cuồng sụp đổ ăn toàn bộ huyết tinh nhiên ư nó ở tại trong bụng bạo tạc vậy mà một chút chuyện đều không có hắn còn nói thật là thoải mái ư cái tên gia hỏa này thật được xem như người bình thường hay sao nhưng mà chờ chút chiến chi trí bỗng nhiên là kịp thời phản ứng nếu mà hắn vừa mới này không có nghe lầm thì cái nam nhân kia nói rằng lần trước đã từng ăn qua huyết tinh nhiên rồi thì phải trong chớp nhoáng này hắn như là đã bừng tỉnh đại ngộ phía dưới chiến chi trí là không nhịn được hướng về phía vùng trời tiêu thiên hô lên âm thanh chiến tới chết đã chết ở trong tay của ngươi rồi sao treo lơ lửng giữa vùng trời tiêu thiên đang ở trước mặt chiến trác cũng là bị chiến chi trí đề cập đến cũng bất ngờ nhìn sang chiến trác nghe thế cũng là hoang mang tột cùng thì ra là như vậy khó trách không có cách nào có thể liên lạc được với chiến tới chết vốn cho là hắn là đang ẩn núp ở nơi nào chờ cơ hội mà động mà chân tướng trên thực tế là hắn đã chịu khổ trước độc thủ của đối phương về phần tại sao không có tiếng nổ của huyết tinh nhiên để nhắc nhở bọn hắn tình huống của nơi này bây giờ cuối cùng đã có đáp án rõ ràng là bị nhân tộc nam nhân trước mặt một dạng quái vật này ăn mất bên này tiêu thiên lập tức sắc mặt nghiêm túc chỉ đến chiến chi trí chiến tới chết ư ngươi nói là lúc trước cái tên kia của huyết văn tộc phải không ngươi không nên ngậm máu phun người nhé ta căn bản không có giết hắn rõ ràng là chính hắn với đạo đức như cước của mình không muốn tiếp nhận cải tạo không muốn tiếp nhận giáo dục lại dẫn đến linh hồn tan vỡ mà chết thôi nhé còn những cái tên khác của huyết văn tộc nữa ta đều không có chạm qua bọn hắn thậm chí là đã có người xấu hổ không chịu cải tạo mà muốn tự sát nhưng đều bị ta cứu trở về vì thế ngươi đừng có nói oan ủng cho người tốt như thế lúc này bất luận là chiến trác hay là chiến chi trí cùng với đội viên của huyết văn tộc tất cả đều là khâu tránh khỏi việc hít một hơi lãnh khí từng cái từng cái một đang là nhìn chằm chằm tư thiên phảng phất như thể là đang nhìn đến một con ma quỷ không hơn không kém huyết văn tộc bọn hắn đều là chiến sĩ bọn hắn với cái đội ngũ này càng là tinh nhuệ nhất trong những người tinh nhuệ cái nào cũng là đã từng trải qua sinh tử chém giết mới có thể được chọn lựa để đi đến đây không phải khoe về tinh thần bất khuất đến cực hạng nhưng tối thiểu cũng là ở mức bền bỉ và châu bò nhất trong những tên châu bò chiến tới chết mặc dù là hậu bối của dòng tộc huyết văn tộc nhưng vẫn là đã trải qua không ít những trận chiến thập tử nhất sinh có thể nói đã thuộc về một chiến sĩ kỳ cựu lão làng nhưng kết quả lại chính là bị linh hồn tan vỡ mà chết những tộc nhân đội viên khác vì thế cũng dĩ nhiên là muốn tự sát con mèo nó rồi chiến trác chiến chi trí cùng một đám huyết văn tộc lúc này toàn thân không nhịn được mà run run một hồi không rét mà run bọn hắn tại lúc còn sống đến tận bây giờ đã trải qua vô vàng cực hình những tình huống thập tử nhất sinh như ăn cơm bữa nhưng giờ thì bại cục đã định chỉ cần một tên khổng lồ cự nhân đang tồn tại ở kia biến thân bộ dáng rất buồn cười nhưng chiến lược là thật đáng sợ thôi đã không thể có được phần thắng nào rồi chớ đừng nhắc tới trước mặt còn có một tên yêu nghiệt có thể nuốt sống huyết tinh nhiên ok video hôm nay đến đây là kết thúc nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo youtube còn thông báo cho các bạn nữa bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn